Ủa, alo alo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Như cái title video clip bên dưới thì Vi sẽ chia sẻ cho mọi người một cái brand mà cũng thuộc một hãng underground skincare, ít được các beauty blogger hoặc là các reviewer tại Việt Nam review. Nhưng mà sau khi trải nghiệm cũng khá khá những cái line sản phẩm trong brand này thì Vi cũng chọn lọc được về một số sản phẩm hot của hãng này. Đó là như các bạn thấy hiện tại, Skin Better, một brand skincare của Mỹ. Lý do mà Vi phải lên để chia sẻ cái brand Skin Better này thì những cái sản phẩm mà Vi đã trải nghiệm của Skin Better thì Vi thấy là có 3 cái sản phẩm cần phải lên review cho các bạn. Bởi vì từng sản phẩm mà Vi chọn lọc ra của Skin Better thì đều có những cái rất là riêng, từ công nghệ đến thành phần. Thậm chí có một số sản phẩm của Skin Better cũng đã từng đoạt giải beauty. Và cái lý do tiếp theo để Vi phải lên review về hãng Skin Better này, đó là Vi bị thu hút cực kỳ về cái bao bì của hãng. Thật sự cái bao bì của Skin Better rất đẹp, cũng đẹp theo kiểu là hoành tráng, bề thế, nhìn rất là sang trọng. Và tại Mỹ, các sản phẩm của Skin Better không những là được sản xuất ra để dành riêng cho các bệnh nhân đang gặp những cái vấn đề về da, mà bên cạnh đó những cái sản phẩm của Skin Better còn đi theo hướng là thẩm mỹ, giúp cải thiện những cái làn da đang có dấu hiệu thâm nám, mụn hay là lão hóa nữa. Và cái sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm mà Vi thấy dạo gần đây được khá là nhiều người quan tâm, đó là kem chống nắng Skin Better Sun Better Advanced Mineral Rotation Sheer. Em này cái bao bì á, ban đầu được thiết kế giống như là một khối trụ và mọi người, mở ra thì được đặt để, trời ơi, nhìn nó rất là quyền lực luôn á. Vi bị thu hút vào em kem chống nắng này về cái bao bì thật sự. Cái điểm thứ hai mà để Vi phải pick up cái sản phẩm này về, đó là cái SPF trong em này lên đến 70. Và cái SPF 70 này á, thì hiện tại trên thế giới cũng khá là ít một số brand họ dám claim thẳng thừng là như vậy. Ví dụ như cao nhất chỉ là 50 hoặc là 50 cộng thôi. Nhưng em này không những claim thẳng thừng SPF 70 mà broad spectrum, rồi còn water resistant 80 minutes, có nghĩa là chống thấm nước và mồ hôi đến 80 phút. Vi tin là tất nhiên là những cái chỉ số SPF 70 rồi khả năng broad spectrum, quang phổ rộng, chống thấm nước này trước đó phải được kiểm duyệt, bởi vì đây là kem chống nắng được sản xuất tại Mỹ chứ không phải là những cái kem chống nắng của Hàn Quốc. Không phải là muốn gáy sao thì gáy. Trên cái bao bì á, thì hãng claim hai thành phần chống nắng chính, đó là 3,6% titanium dioxide và 10% zinc oxide. Với hai cái nồng độ thành phần chống nắng vật lý này thì khi lên da nó để lại một cái lớp màng nâng tông hẳn hoi trên da mặt mọi người nha. Và khi mọi người apply á, những cái phút đầu tiên á, thì mọi người sẽ thấy nó không có brow, nó để lại một cái độ glowy, có một cái độ dưỡng ẩm khá là mướt và không hề gặp tình trạng bong tróc hay là bong vẩy hay là khó chịu gì hết. Ngoài ra trong em này còn chứa một số thành phần chống oxy hóa và hỗ trợ trong việc chống nắng, chẳng hạn như là chiết xuất từ lá trà xanh, rồi niacinamide cũng kháng viêm, hoặc là bisabolol là chiết xuất từ hoa cúc. Thật sự mình không thể phủ nhận về cái khả năng bảo vệ da chống nắng của em này quá đỉnh. Đây là một trong những loại kem chống nắng mà khi mà mình sử dụng chỉ cần bôi một lần, đúng một lần trong ngày, hoặc là quá lắm là reapply lần thứ hai là đã đủ rồi. Và quan trọng là cuối ngày da mình không hề bị sạm nám, cháy nắng hay là lên đốm nâu, không hề bị ảnh hưởng gì luôn nha. Cảm giác khi mà mình sử dụng cái em kem chống nắng Skin Better này á, là mình không có cần canh về thời gian SPF bao nhiêu nữa. Khi nào mà cái lớp kem chống nắng trên mặt của mình không bị trôi đi á, là khi đó da mặt mình vẫn còn được bảo vệ. Thêm một điểm cộng cho em kem chống nắng Skin Better này nữa là không chứa cồn, không chứa hương liệu và không chứa paraben. Về ba cái thành phần mà ai sợ hãi này thì em kem chống nắng Skin Better này thì khá là lành tính, né được những cái đó. Nhưng có nhưng nha, phải note với mọi người một điều là trong em kem chống nắng Skin Better này có khá là nhiều những thành phần dưỡng, những thành phần thiên trong thiên hướng là làm mềm da, chẳng hạn như là allantoin, vitamin B5, vitamin E, đặc biệt là còn có squalane là một cái thành phần mà gọi là cấp ẩm chuyên sâu, làm mềm dành cho những cái làn da mà đang bị thiếu nước. Và bên cạnh đó thì hãng cũng có claim rõ ràng về cái kết cấu trong em này trên bao bì luôn, đó là sunscreen lotion, một cái dạng kem chống nắng có kết cấu dạng lotion. Nên như ban nãy Vi nói, khi mà sử dụng em này mới apply lên da thì nó sẽ không có ráo, không có thấm nhanh như những dạng gel rim hoặc là những dạng gel khác. Nhưng mà người yên tâm, từ từ nó sẽ thấm hết, thấm vào, nó để lại một cái lớp màng dưỡng ẩm nhẹ thôi, cũng không gọi là quá bí bách lắm. Và có một cái đặc điểm thực tế trong một lần mình để ý khi mình sử dụng em này, thì sau khi mình apply thì lúc đó da mình có một cái độ dưỡng ẩm đúng không, nhưng mà chỉ sau 20 đến 30 phút mình vô máy lạnh mình ngồi á, thì cái kết cấu đang ẩm đó nó sẽ tự nhiên biến thành một cái lớp matte, một cái kết cấu dạng matte rất là mịn trên da, chứ không phải là dạng mà khô khốc mất nước nha mọi người. Trời ơi, thật sự lúc đó rờ vô á, là cái da mình nó có một cái độ căng mịn nó rất là thích luôn.
nên là những làn da dầu mà phải thường xuyên ngồi với lạnh giống như mình á, thì khi sử dụng em này á, nó rất là đỡ trong cái chu trình skincare. Trước đó các bạn không cần phải sử dụng serum, kem dưỡng, toner gì hết, chỉ cần rửa mặt và apply em này lên là da của mọi người vừa có một cái độ chống nắng, vừa có một cái độ ẩm cụ thể trên da. Tại vì trong em này nó đã có sẵn những cái thành phần quá là dưỡng ẩm, quá là làm mềm rồi, nên là không cần thiết phải serum kem dưỡng trước đó làm gì. Tuy nhiên phải nhắc lại với mọi người một lần nữa, đó là gì? Đó là cái SPF cho em này rất là cao, 70. Mọi người thường rỉ tay nhau là cái SPF càng cao thì cái khả năng da nhạy cảm đáp ứng với cái kem chống nắng đó sẽ không có tốt. Tuy nhiên nếu mà làn da của bạn không quan ngại trong cái việc SPF cao, da bạn không có bị nhạy cảm với SPF cao, thì đây là một trong những cái kem chống nắng rất là tốt cho những làn da mà mình phải hoạt động ngoài trời nhiều, mình đi nắng nhiều, hoặc là đang trong quá trình mà mình đi laser, lăn kim, trị nám. Cụ thể là làn da cần phải được bảo vệ và chống nắng một cách tuyệt đối. Tiếp theo là một cái sản phẩm đã được thắng giải của Skin Better, đó là Retinol của Skin Better. Khi mà mình cầm kem này trên tay á, thì nguyên một cái bao bì của nó không thấy một chữ nào Retinol hết, không có liên quan gì tới vitamin A. Nhưng khi tìm hiểu thì mới biết là cái chữ Alpha Red, có nghĩa là nguyên cái cụm của em này á, tên là Intensive Alpha Red Overnight Cream, thì có một cái cụm mà được in to và in rất là rõ trên bao bì của em Skin Better này, đó là Alpha Red. Vậy thì Alpha Red là gì? Khi mà tìm hiểu thì cái Alpha Red này là một cái công nghệ riêng biệt của Skin Better. Alpha Red cụ thể là hạt chất Ethyl Lactyl Retinoid, có nghĩa là một retinol liên hợp. Đây là một cái công nghệ đã được cấp bằng sáng chế kết hợp thành công giữa retinol và AHA, và cụ thể AHA là lactic acid, nhằm mục đích là mang lại hiệu quả tốt trong vấn đề là lão hóa cũng như là cải thiện nếp nhăn, và quan trọng đó là giảm được những cái hiện tượng kích ứng khi mà sử dụng vitamin A. Vậy thì chốt Alpha Red là sự kết hợp giữa retinol và AHA ở dạng lactic acid. Thì sau khi mà tìm hiểu về cái Alpha Red này, Vi rất là tò mò và Vi phải pick up em này về và dùng thử liền. Tại vì đây là một cái công nghệ khá là đặc biệt về những cái phát minh thiên cho vitamin A mọi người. Vi rất là trân trọng những cái hãng nào mà đầu tư chỉnh chu và phát minh riêng như vậy luôn á. Ngoài Alpha Red ra thì trong em này còn có glycolic acid, vitamin C ở dạng là tetrahexyl ascorbate, rồi niacinamide. Những cái thành phần này sẽ tăng cái hiệu quả làm sáng nè, chống lão hóa cùng với lại công nghệ Alpha Red trên. Bên cạnh đó, trong Alpha Red của Skin Better này còn có một loạt những cái thành phần dưỡng ẩm mà dạng dính cũng hơi mạnh đó, chẳng hạn như là hyaluronic acid, allantoin, vitamin B5, sea butter là bơ hạt mỡ. Thấy sea butter là biết là cái kết cấu nó thiên dưỡng ẩm rồi ha. Rồi chưa hết, kết hợp với lại vitamin E nữa. Vitamin E là nghe nó hơi dính rồi. Chính vì những cái điều trên nên là trong cái sản phẩm Alpha Red Skin Better này nó sẽ hơi thiên dưỡng ẩm nhiều một tí xíu. Mọi người biết sao không? Ban đầu Vi nghĩ là vì khi mà Vi tìm hiểu cái thành phần Alpha Red này xong, Vi nghĩ là trời, chắc trong em này cái thành phần nó mạnh lắm, tại vì nó vừa kết hợp retinol và vừa kết hợp cái AHA. Nhưng bởi vì có những cái thành phần phía trên, những cái thành phần dưỡng ẩm quá là mạnh, chính vì vậy những cái sự mạnh mẽ mà tưởng chừng như kích ứng bong chóc trong em Alpha Red này được calm lại hết. Và khi mà sử dụng em Alpha Red của Skin Better này trên da của Vi, không hề cảm giác bong chóc, kích ứng hoặc là đỏ, dù là mình bôi nhiều cỡ nào đi nữa, hoặc là mình dùng một ngày hai lần thì mình cũng không hề cảm giác đó. Có chống lão hóa, vì thế là da Vi có căng khỏe, có làm sáng da, có đều màu da, mềm da, nhưng không hề có khả năng trị mụn hay là kiềm dầu dù chỉ là một miếng nào hết nha. Nhưng mà bù lại được cái là khi mà mình sử dụng em này sau những loại toner có chứa 2% BHA mà nằm trên dung môi nền cùng khô, chẳng hạn như là Obagi, hoặc là cái dạng BASZO, hoặc là toner của SVR, thì cái sự kết hợp này nó đáp ứng rất là tốt trong chương trình skincare luôn. Lỗ chân lông đều màu, lúc này thì mụn và dầu nó mới giảm được hẳn hoi mọi người. Nói chung cái em Alpha Red của Skin Better này dùng chung với lại các treatment kết hợp dạng đặng đô khác thì da Vi đáp ứng rất tốt. Nhưng đôi lúc Vi cũng hơi tiếc về cái em Alpha Red của Skin Better này, tại vì Vi nghĩ là giá như những cái thành phần dưỡng ẩm đó nó giảm lại, nó bớt một chút xíu, thì cái em này nó sẽ được tiếp cận nhiều hơn với những làn da dầu mụn giống như mình khi sử dụng duy nhất một mình. Thật ra cái em Alpha Red của Skin Better này á, ban đầu á, Vi thấy là đoạt giải này nọ này Vi cũng rất là mong chờ. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian trải nghiệm trên da của Vi thì phải review thực tế là Vi cũng chưa hiểu sao là em này lại được đoạt giải như vậy. Thật sự là so với rất nhiều những cái kết quả khi mà sử dụng retinol trước đây Vi sử dụng á, thì em này cũng không có gì gọi là quá xuất sắc để được đoạt giải ấy mọi người.
Ok, sản phẩm cuối cùng của nhà Skin Better mà sau khi Vi trải nghiệm, Vi cũng thấy là phải cần review cho mọi người về cái kết quả nó cũng khá là tốt trên da, đó là em Even Tone Correcting Serum. Nghe cái tên của em này là biết thiên trong vấn đề làm sáng dưỡng trắng rồi, đúng không? Ban đầu khi mà Vi sử dụng em này á, Vi nghĩ á là nó sẽ có những cái thành phần khá là quen thuộc trong việc làm sáng dưỡng trắng da, chẳng hạn niacinamide, vitamin C, những cái dưỡng sốt của vitamin C hay là LAA, vitamin C tinh khiết chẳng hạn. Nhưng không, trong em Even Tone này lại ứng dụng nhiều những cái thành phần khác, mà Vi thấy là những cái thành phần này hiện tại á, khi mà Vi làm clip này á, Vi thấy là nó cũng không có được dùng thường xuyên trong các sản phẩm làm dưỡng da trắng sáng lắm, chẳng hạn như hexerosinol. Các thành phần này hiện nay á cũng ít khi được áp dụng trong những cái sản phẩm mà làm đều màu da, trị thâm mụn, làm trắng da, dưỡng sáng. Nhưng cái thành phần này đã có một số chứng minh cho thấy rằng nó có khả năng làm trắng da, làm sáng da, cải thiện tông da, thậm chí là cái khả năng trị nám hiệu quả tương đương giống như là hyaluronan, nhưng ít để lại tác dụng phụ hơn là hyaluronan. Rồi ngoài cái thành phần alpha arbutin, một cái thành phần rất là quen thuộc cho em này, thì ở trong bản thành phần của em này toàn là những cái thành phần mà hiện tại video clip này khi mà Vi làm nha, là những thành phần làm sáng cũng khá là lạ. Tại sao Vi phải nhấn mạnh là cho đến hiện tại? Tại vì đôi khi á là mai mốt mà mọi người xem clip này á là cách đây 2-3 năm sau khi mà Vi thực hiện rồi, mà những cái thành phần này là đã bắt đầu ứng dụng rộng rãi rồi á, mọi người sẽ trách Vi là ủa những cái thành phần này làm gì mà hiếm nữa, bây giờ áp dụng rộng rãi rồi. Nhớ coi lại thời gian thực hiện video clip nha mọi người. Ví dụ như là trên bao bì là thành phần linoleic acid, rồi acetyl beta alamin, chiết xuất quả Terminilla, Fedanadinia. Cái chiết xuất này cũng khá là giàu vitamin C. Rồi acid dilucosil, garlic. Rồi chiết xuất từ Banratium Matimum. Đó, những cái thành phần này cũng khá là khó đọc quá mọi người. Đó, những cái thành phần mà dưỡng sáng, làm trắng, trị thâm mà Vi thấy là hiện tại cũng ít được áp dụng trong những cái sản phẩm khác. Tuy là những cái thành phần lạ nhưng mà khi lên da Vi đúng là có cái sự ức chế melanin và làm sáng da, đều màu da thiệt. Tuy nhiên nếu mà bạn thường bị kích ứng với những cái thành phần mà thiên hướng thanh tẩy, thiên hướng làm sáng, những cái thành phần lạ như thế này, hoặc là da bạn đang vẫn còn gặp tình trạng nổi mụn á, thì bạn không nên sử dụng cái sản phẩm này. Tại vì thường á là những cái sản phẩm mà nó ức chế sắc tố, những cái sản phẩm mà nó cải thiện sắc tố á, đặc biệt là có những cái thành phần lạ như thế này á, thì nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng đến mụn của các bạn. Em này khi lên da, đối với những cái loại thâm lâu năm thì cần phải kiên trì một chút xíu, còn thâm mới cực kỳ cải thiện nhanh. Và bên cạnh đó, em này còn một công đôi chuyện, vừa có khả năng dưỡng sáng giống như ban nãy Vi nói, vừa có khả năng dưỡng ẩm khá là tốt. Khi mà mình dùng em này thậm chí mình không cần dùng toner luôn, không cần khóa ẩm sau khi dùng, và cũng không cần phải sử dụng bất cứ một cái serum dưỡng ẩm nào trước đó, hay là emulsion, những cái tinh chất ambu gì đó cũng không cần. Nhưng mà khi da mình rửa đi, da vẫn có một cái độ căng mướt, có một cái độ đàn hồi rất là khỏe, nhìn rất là glowy, căng bóng da. Đó là một cái cách tối giản cho những làn da giàu giống như mình, khi mà mình sử dụng một loại serum dưỡng sáng mà nó đã có những thành phần dưỡng ẩm sẵn rồi. Còn đối với những làn da khô á, các bạn sử dụng em này, các bạn có thể là trước đó dùng toner hoặc là sau đó khóa ẩm các kiểu. Không chỉ riêng em này mà tất cả những cái sản phẩm của Skin Better nãy giờ Vi review đều rất là lành tính, không chứa cồn khô và hương liệu cũng như là paraben. Ok, thì đó là ba cái sản phẩm mà Vi cho rằng đáng sử dụng nhất của nhà Skin Better mà ngày hôm nay Vi muốn review cho các bạn. Nếu mà anh em nào đang quan tâm đến hãng Skin Better này á mà chưa thấy review của YouTuber nào Việt Nam hay là beauty blogger nào Việt Nam hiện tại á, thì hy vọng là video clip này sẽ là một video clip bổ cho mọi người nha. Ok, time, cảm ơn mọi người đã xem video clip này. Đừng quên để lại một comment nếu mọi người muốn nói chuyện với Vi, cũng như là một subscribe, đăng ký vào cái nút đỏ đỏ bên dưới nếu mà các bạn chưa click vào, để Vi có nhiều động lực hơn nữa và ra các video clip tiếp theo cho mọi người xem nha. Ok, thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye và see you next video mọi người.